Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, xóa tư cách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Võ Ngọc Thành do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Trước đó, ngày 16 tháng 8, Ban Bí thư đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, các nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, các nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Ngọc Thành. Ban Bí thư cũng kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2016-2021, khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Bí thư xác định, ông Võ Ngọc Thành với cương vị Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Thành cũng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của đảng, pháp luật của nhà nước khi kết luận, ký một số văn bản vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch. Những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Võ Ngọc Thành đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Thành. Cũng trong ngày 15 tháng 9 năm 2022, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Hồ Phước Thành, ông Cao Bắc Thuyên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021, Nguyễn Đức Hoàng do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Trước đó, tại kỳ họp thứ 18 diễn ra ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định hình thức kỷ luật đối với những cá nhân sai phạm liên quan dự án sân golf Đắc Đoa ở tỉnh Gia Lai. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, gồm các ông Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch Thường trực, Cao Bắc Thuyên và Hồ Phước Thành. Ông Nguyễn Đức Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.